người xem rút video lại, cái theo đây cái chị thế nào là ba, thế nào là ba, theo anh thế nào là ba, rồi đương nhiên nó là thêm cái này rồi, đúng không? Chỉ là thêm gì nữa khác khác thôi. Ở đây thế như thế nào chúng ta là từ cần trục, cầu trục, cổng trục, ba lên đời nó đều là trục kim tân hết. Vậy ba lên nó khác cái khác cái gì không? Ở đây thì có một số định nghĩa theo tiêu chuẩn quy chuẩn. Ở đây thì là theo tiêu chuẩn 8242 nên là có cái trục định nghĩa của tất cả các loại cầu trục vân vân, định nghĩa toàn bộ chúng đây ở trong này. Thì là định nghĩa là cái cầu đơn này được lắp cùng hoặc không cùng bộ phận dẫn động thành một khối, lắp thành một khối. Ở đây chúng ta sáng chúng ta cũng đã xem rồi, định nghĩa được ba cái. Thế sáng chúng ta là cũng nghiêm một tờ ta xem gồm hệ quy và các để thay đổi lực, tốc độ và hướng. Một cái nữa là qua cái chữ kéo tay. Ở trong này chúng ta đã được hiểu nó phải là từ tải trọng 1 tấn trở lên. Vì các bạn cái đối tượng là 1 tấn trở lên này mới được kiểm định, còn mọi dưới 1 tấn thì không phải kiểm định. Nó khác nhau như thế. Đấy là cái mà hãy chúng ta phải điều chỉnh. Cái ba cái xích cao tay này bản thân của nó được định nghĩa khá rõ trong quy chuẩn và tiêu chuẩn trong cả quy trình điều chỉnh. Đây. Về cái điều kiện chung về an toàn thì nó đã đáp ứng cái quy chuẩn quốc gia 2012 của tôi. Bây giờ điều kiện thì đảm bảo an toàn cho cái chỗ thì cái này tôi chỉ biết nhanh với các anh thôi. Thì cái này chúng ta mua chúng ta phải sử dụng rồi, cái này dành cho các nhà chế tạo hay là gì thì chăng. Đầu tiên khi chúng ta làm việc đó thì chúng ta phải biết nó có đủ cùng xuyên với không. Vậy các anh ở đây đã làm việc với ta rất là nhiều năm rồi thì các anh đã bao giờ xem một lý lịch của máy này chưa? Chưa. Đã được đọc chưa? Chưa. Cho anh lên một lý lịch này không? Cái lý lịch máy này không? Thế thì khi kiểm định ở đây thì các ông đi xem cái gì của anh? Hồ sơ kỹ thuật bây giờ là phòng kỹ thuật lưu hay ba lưu? Ba an toàn hay lưu? Về đến cái này. Thế thì anh tôi phải xem lại cái này. Nếu toàn bộ ba của chúng ta mà chưa có lý lịch máy thì phải lập lý lịch máy được. Lý lịch máy được cứ lập có hướng dẫn tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Đúng không? Đấy. Thế cụ thể thì nó sẽ yêu cầu trong cái lịch của có những cái gì thì sẽ có cái tiếp. Tiếp theo là phải công bố chứng nhận quy, nghĩa là phải có một cái dấu CR như tên trên cái mũ bảo hiểm của mình. Đúng không? Kiểu đúng ra thì nếu mà thiết bị tài khoản thì phải có chứng nhận quy phù hợp quy chuẩn. Đây là trong lớp thứ hai nhập khẩu cũng tương tự như vậy, nó tên một số các loại mà tiêu chuẩn không phải theo quy chuẩn của Việt Nam mà người ta được xác định là tiêu chuẩn của quốc gia sản xuất theo và bây giờ rất hay rằng anh lưu ý là nếu không chuẩn thì trên đấy phải có chứng xe là bây giờ điều kiện đảm bảo khi lưu thông trên thị trường cũng có điều kiện trên của nó. Thiết bị đang người dùng mang là một trong những trường hợp này tuân thủ theo tiêu chuẩn 2242 không thể ra. Bây giờ là ai cũng đọc cái tiêu chuẩn hàng lần chưa? Các anh làm tất cả cái thiết bị nâng thì chúng tôi khuyên các anh xem được trong tiêu chuẩn này họ nói rất kỹ, rất
kiểu cho loại bỏ từ xích, từ sầm sầm, từ cát, mày, móc vân vân, tất cả phải có hướng dẫn hết. Tất cả các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam liên quan đến thiết bị dân dựa chủ yếu trên tiêu chuẩn gốc bắt đầu là tiêu chuẩn 24 được nhận ra từ phòng nữ. Đang nhìn cái đoạn này. Nếu các chưa có thì tôi sẽ gửi cái phần mềm chúng ta. Những cái để dùng cái gì các anh bỏ lại xem. Ví dụ các anh mắc một cái anh nhà với cát để treo gà. Anh mắc cái đồng quyền gặp để anh tết. Thì hoặc là anh trùng cấp thì anh sẽ anh nối anh khóa đầu thì không hóa thế nào cho anh nối còn trước anh từng cái nối nhưng nếu chúng ta làm được cái này đặc biệt là chúng ta làm cho mình sửa chữa cơ bản sửa chữa đối tượng này thậm chí nó còn hướng dẫn cho mình cách tính khả năng chịu tải của từng loại một. Thì ví dụ cái xích của anh 1 tấn hay là cái xích cắp của anh 1 tấn thì khi thử phải thử qua những lần đó, phải ra rõ như thế thì mới chính xác được. Đủ đến cái vấn đề thì chúng ta quay những gọi chắc chắn đó rồi. Đây là khi mà chúng ta mua thang thang về lắp lên trên hệ thống của chúng ta khung vị trí của chúng ta thì đầu tiên là có hồ sơ kỹ thuật của gốc cho nên chúng ta sử dụng các logo vân vân. Ngoài lời quy đúng là các bộ chi tiết mà của nhiều các cơ sở khác nhau thì phải chú ý đồng bộ. Các đơn vị lắp thì không có cái này chỉ lưu ý một chút về thiết bị điện năng nói chung. Tại sao chúng ta phải đi học lúc này để chỉ nó là một chút bắt buộc bắt buộc đối quy chuẩn. Sau này các tham gia các gói thầu đấy thì các đơn vị khác thì họ thiếu yêu cầu xuất trình này cả. Mặc dù chúng ta đang là một trong những thiết bị dễ nhất trong những ngành sử dụng phổ thông đấy. Thì người chúng ta này từ đào tạo là đào tạo nghề như thế này. Thứ hai là huấn luyện về an toàn sử dụng cấp thẻ. Đây là chỉ dùng cách lấy như thế này nhé, cơm cho cái bộ của nó này. Dưới đỉnh hướng dẫn vận hành chế độ bảo dưỡng kiểm tra định kỳ này vẫn không xuất hiện. Chắc cái liên quan đi sau này có cả cái máy có nhưng cái đầu thì nó phải lọc. Từng cái loại một là chúng ta chỉ về chúng ta ba quan chức đấy, đúng không? Thế là lãnh đạo chúng ta ký vào là chúng ta sử dụng. Thì các hồ sơ tất cả của chúng ta kẹt phía sau. Riêng ba lãnh đạo anh cũng chăm chiếc thì anh nhìn trong phần file ba lãnh đạo đấy. Khi khi xuống kiểm tra hay kiểm tra thì hay kiểm định thì là chúng ta rút hồ sơ. Để cái hình bên này cho nó hơi nhỏ.
chữ. Bình thường trong cái quan lăng của chúng ta cả cái hành trình dài với cả cái chiều chiều cao cát của anh nhà làm việc có khoảng 4 mét đúng không ạ? 4 mét hay 6 mét để cho quan lăng của chúng ta quyết ngày muốn mua về trạng thái của anh lên đây. Thế thì cái 4 mét này của anh thì lúc anh các đồng chí cái kiểu của anh thì thử đảm thử thế này bình thường kể cả không hiểu nếu anh không thử theo anh chưa bao giờ làm cái này chị ạ. Không, em không biết ở đây khác nhau này. Ở đây chúng tôi không biết anh kiểu hình ai cả hay khác nhau. Và sau về sau này chúng ta phải có cho ví dụ là thử cái này, chúng ta tự thử nhé, thì phải thử cái này. Ở đây cái thiết bị của anh làm việc này, đây là bản thân này. Đầu tiên là cái móc mỏ của anh em mang ý của anh ở phía dưới này có làm việc này. Thứ hai là điều trả xịn của anh làm việc này. Thứ ba là hạn chế hành trình của anh này. Cơ cấu của anh đến cách 100mm hay 100 ở chỗ này có cái khuyên điện của anh đang tạch cái phải dần đúng không ạ? Tiếp theo anh, cái là cái cơ cấu bảo vệ và chống chơi của anh phía sau mà khi mất điện cái bộ phanh của anh sau cơ điện có thể làm việc. Cái đấy là cái chúng ta phải quan tâm. Một cái nữa là cái phần mà chúng ta treo lên cái phía dầm hay là vị trí cố định của phía trên cơ cấu liên kết này. Anh là móc hoàng treo hay là anh kẹp ngang tùy thì cái này là cái công trình thì tất cả các bộ phận chúng ta làm vào. Anh chỉ thử bất kỳ một công đoạn anh bỏ thì ngày mai anh thử xích cái đây đúng không ạ? Mai anh mới mang ra làm cái nâng cái trục như cái hình đầu tiên chúng tôi đang dơ to của các nhà máy thì lúc nó mới đứt ở đây đúng không ạ? Thế toàn bộ cái dưới này anh có giải quyết gì đâu? Có đất công an xích kia đất. Anh có thử tải những cái ba công điện như này thì cũng thử tải những cái tận hết dưới kia đó. Có hết đâu. Đây em nói là thử tải cái ba công xích kéo tay thôi. Ba công xích? Thì ba công xích cũng thế. Cứ thử tải các ba công điện thì đều hết. Hết, ba công điện hết. Cái ba công xích này coi như là chúng ta chỉ có dừng được khoảng một khoảng ngắn. Thì thực ra cái máy thủy lực của họ ngắn nên họ chỉ có treo được một đoạn độ mét thôi, hơn mét thôi. Thế cái cái này của em đề nghị chỗ này hiểu không ạ? Và chúng ta nói đúng là thực ra là một cái ba lăng kiểm nó cũng được khá ít tiền nhưng mà nói thật với anh ấy thì bây giờ chúng ta phải treo cái bắp treo cái chỗ nào treo được trong hết hành trình cái thử được trong cái thử hết hành trình chứ nói cái đo quyên đo móc vân vân sáng thì chưa tóm chứ nói cái kiểu này tất nhiên là làm hết mà sẽ lâu khó khăn vất vả nhưng mà phải làm. Thứ hai là bố trí cái nâng làm việc đúng đắn
tính kỹ thuật tải mà nhà sẽ tạo lên. Tính nói đây chúng ta là bao nhiêu là một tấn thì chúng ta nâng thế nào cho nó đúng. Ví dụ tải một tấn thì các anh thông thường nâng bao nhiêu? Dưới một tấn là bao nhiêu? Đấy là cái con số các anh